Hunter Biden bị điều tra cấp liên bang vì những mối làm ăn với Trung Quốc. FBI truy quét thợ săn cáo Trung Quốc ở Mỹ. Một gián điệp Trung Quốc tiếp cận và thân mật quá mức cần thiết với chính khách Mỹ. Cùng các tin khác trong điểm tin Trung Quốc tuần này. Chào mừng đến với Trung Quốc Không Kiểm Duyệt, tôi là Chris Trouble. Điểm tin Trung Quốc tuần qua. Chúng ta vừa được biết rằng các công tố viên điều tra liên bang đã mở một cuộc điều tra tội phạm với con trai của Joe Biden là Hunter Biden, tập trung vào các mối làm ăn của anh này ở Trung Quốc. Các điều tra viên đang kiểm tra hàng loạt vấn đề tài chính, gồm chuyện liệu Hunter Biden và đồng sự có vi phạm luật thuế và chống rửa tiền trong các thương vụ làm ăn ở nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc hay không. Và có vẻ cuộc điều tra đã bắt đầu từ năm 2018. Đây có lẽ không phải là bất ngờ gì lớn với một số khán giả nếu bạn còn nhớ rằng chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử, Ủy ban Tài chính và An ninh Nội địa của Thượng viện Mỹ do phe Cộng hòa nắm đã công bố báo cáo này về Hunter Biden và những thương vụ mờ ám của anh ta ở Trung Quốc và Ukraine. Báo cáo công bố hồi tháng 9 này viết, tồn tại một mạng lưới rộng lớn, quan hệ tập đoàn và giao dịch tài chính giữa gia đình Biden và các cá nhân Trung Quốc. Nhưng báo cáo này lại chẳng được nhắc đến trên các kênh truyền thông dòng chính thời điểm đó. Sau đó, ngay cả khi những câu chuyện sốc hơn về những mối làm ăn của Hunter Biden lộ ra, gồm cả chuyện laptop của anh ta trên tờ New York Post, các kênh truyền thông phi bảo thủ thậm chí còn không thèm nhắc tới, hoặc đơn giản gọi đó là chiến dịch bôi nhọ của phe cực hữu. Theo dự án Veritas, CNN đã chủ động ỉm tin tức này. Vụ Hunter Biden là đòn giáng mạnh vào Joe Biden trước cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng hãy nghe cuộc gọi họp biên tập lúc 9 giờ sáng của CNN. Chủ tịch Jeff Zucker đã chọn không đưa tin về tin tức quan trọng này ra sao? Vậy tại sao CNN lại đưa tin vụ điều tra cấp liên bang Hunter Biden lúc này? Các hoạt động điều tra đã diễn ra lặng lẽ trong những tháng gần đây, theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, ngăn cấm các hành vi công khai có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử. Được rồi, tôi có thể hiểu lý lẽ của Bộ Tư pháp. Và tôi chắc CNN cũng không muốn các liên hệ mờ ám với Trung Quốc ảnh hưởng tới cuộc bầu cử. Tất nhiên, trừ khi những liên hệ mờ ám đó có liên quan đến Trump. Tất nhiên, nếu Joe Biden trở thành Tổng thống, tôi không nghĩ ông ta sẽ muốn công tố viên liên bang tiếp tục điều tra con trai mình đâu. Và trong trường hợp có thêm bằng sách nào của Hunter Biden bị lộ ra, thì cũng đừng lo, tôi bảo đảm sẽ để Matt xem thay chúng ta, sau khi anh ấy hồi phục từ lần xem trước. Không phải anh hùng nào cũng mặc áo choàng. Và giờ là vài tin tốt đấy. Châu Âu có lẽ cuối cùng cũng đã phản kháng lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là chuyện lớn. Đức trong quá khứ vẫn khá mềm mỏng với Trung Quốc. Họ có quá nhiều lợi ích kinh tế ở Trung Quốc. Tôi đã nói rõ trong tập gần đây có tên Đức đau đầu vì Trung Quốc. Nhưng tuần rồi, EU đã phê chuẩn một bộ luật mang tính cột mốc mang tên Luật Cấm Vận Chế Độ Vì Nhân Quyền Toàn Cầu của EU. Một cái tên khá trúc chắc nhưng nó rất quan trọng. Nó căn bản tương tự luật Magnitsky toàn cầu của Mỹ. Cái tên đó cũng trúc chắc không kém. Cụ thể, luật mới này như sau. Theo thông cáo báo chí, EU đã tự trang bị khuôn khổ pháp lý, cho phép họ xử lý cá nhân, tổ chức và đoàn thể, bao gồm cả đối tượng quốc gia và phi quốc gia, chịu trách nhiệm cho việc liên quan hoặc liên đới những vi phạm và lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng trên khắp thế giới, bất kể chúng diễn ra ở đâu. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chúc mừng EU vì bộ luật mới này. Trong khi đó, các nhà lập pháp Pháp đang xây dựng một bộ luật nhắm vào nạn thu hoạch tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Tờ nhật báo Le Monde của Pháp gần đây đã đưa tin hơn 60 nghị sĩ Pháp đã chất vấn nguồn gốc nội tạng sử dụng trong hoạt động ghép tạng ở Trung Quốc và đề xuất một dự luật hồi tháng 9 nhằm minh bạch hơn nữa việc hợp tác khoa học giữa Pháp và các cơ sở y tế Trung Quốc. Khi Bộ trưởng Y tế Pháp nói không cần phải có thêm luật mới, Frédéric Dumas-Jadella, thành viên Quốc hội Pháp, đã trả lời rằng nguyên tắc phòng ngừa phải được áp dụng nếu các tổ chức của Pháp không có biện pháp kiểm tra các bệnh viện Trung Quốc đang làm gì. Nếu không, thì nguyên tắc đạo đức lập ra để làm gì? Tất nhiên, EU có thể xây dựng một khuôn khổ pháp lý cho phép các chính phủ chế tài nạn lạm dụng nhân quyền ở Trung Quốc. Nhưng câu hỏi là, liệu họ sẽ thực sự dùng các công cụ đó?
Hy vọng họ sẽ dùng các công cụ pháp lý cũng như Mỹ đang làm với chế độ Cộng sản Trung Quốc, mà tôi sẽ nói trong ít phút nữa. Chào mừng trở lại. Mỹ đã trừng phạt thêm 14 quan chức Trung Quốc khác vì tiếp tục đàn áp Hồng Kông. Các quan chức này đều là thành viên Ủy ban Thường trực Nhân đại Trung Quốc. Nói cách khác, Mỹ đang thanh trừng một nhóm bù nhìn người Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong một thông cáo về lệnh trừng phạt này, những cá nhân này và gia quyến của họ sẽ bị cấm không được tới Mỹ. Tài sản của họ nếu nằm trong quyền tài phán của Mỹ hay thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi các cá nhân Mỹ sẽ bị phong tỏa và các cá nhân Mỹ bị cấm giao dịch với họ. Để biết thêm về các lệnh trừng phạt của Mỹ vì Hồng Kông, hãy xem tập gần đây có tên Giới nhà giàu hủ bại Hồng Kông đi tòng. Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật lựa chọn và tự do của nhân dân Hồng Kông năm 2020. Về cơ bản, luật này cấp quyền tị nạn tạm thời tại Hoa Kỳ cho những người Hồng Kông e ngại quay về Hồng Kông vì đàn áp chính trị. Đây là dân biểu Đảng Dân Chủ Tom Malinowski. Bằng cách thông qua luật này, chúng ta đang nói đến một điều rất rất quan trọng với chính quyền Trung Quốc. Chúng ta nói rằng nếu các vị đàn áp Hồng Kông, các vị sẽ mất những công dân giỏi và sáng láng nhất, những người đóng góp cho sự tồn tại của nơi ấy, vì chúng tôi sẽ để họ đến với Hoa Kỳ và đóng góp vào sức sống ở nơi đây. Dự luật này vẫn còn phải được Thượng viện thông qua và Tổng thống phê chuẩn để trở thành luật. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đã lên tiếng vì các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đang bị giam giữ ở Hồng Kông sau khi Hoàng Chi Phong, Lâm Lang Ngạn và Chu Đính bị bắt tuần trước. Pompeo nói, việc sử dụng tòa án để bịt miệng những tiếng nói bất đồng ôn hòa là một dấu hiệu của các chế độ độc tài, và lần nữa cho thấy nỗi sợ lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tự do ngôn luận và tự do tư tưởng của người dân nước họ. Vài ngày sau, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa đưa Trung Quốc vào danh sách đen những nước vi phạm tự do tôn giáo. Pompeo cũng thông báo các lệnh trừng phạt các quan chức Trung Quốc có dính tới Mặt trận Thống nhất tham gia vào các hoạt động ác tính nhằm ép buộc những người phản đối chính sách của Bắc Kinh. Trong một thông cáo khác của Bộ Ngoại giao Mỹ, Pompeo nói Mặt trận Thống nhất của Trung Cộng đã tài trợ và hỗ trợ các tổ chức nước ngoài để phát tán, tuyên truyền, cùng ép buộc và bắt nạt những người phản đối chính sách của Bắc Kinh. Mặt trận Thống nhất thường xuyên hăm dọa giới học thuật, doanh nhân, các nhóm xã hội dân sự và cộng đồng người thiểu số Trung Quốc. Nếu bắt nạt mà vô dụng, họ sẽ bắt những người đó xem video lũ gấu trúc con cho tới mù mắt thì thôi. Lũ gấu trúc ngu ngốc. Nhân nói về chuyện đe dọa người dân tộc thiểu số Trung Quốc, FBI đang cảnh báo cảnh sát bang và địa phương về chuyện Trung Quốc nhắm tới người đang sống trên đất Mỹ. Thông báo này của FBI cảnh báo về chương trình săn cáo của Trung Quốc, chiến dịch săn cáo nhắm đến người Trung Quốc đang sống ở Mỹ và các quốc gia khác vì bị cáo buộc đã phạm tội theo luật Trung Quốc và tìm cách đưa họ về Trung Quốc để nhận án. Nghĩa là FBI cảnh báo lực lượng hành pháp Mỹ không được giúp đặc vụ Trung Quốc. Cái đó mà cũng phải nhắc sao? Điều đó quan trọng vì không phải ai ai ở Mỹ cũng đều đồng tình với việc chống lại Trung Cộng. Theo một dữ liệu của Bộ Ngoại giao, giới đầu tư Mỹ đang nuôi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các cổ phiếu Trung Quốc mà đã bị Lầu Năm Góc cho vào danh sách đen vẫn nằm trên thị trường chứng khoán Mỹ. Các quỹ hưu trí đang bị mang đi đầu tư vào Trung Quốc. Rất nhiều tiền đang chảy vào các công ty Trung Quốc dính với quân đội nước này. Nhưng này, nếu kiếm được tiền, phải bán nước chút ít thì có làm sao? Thế nên Trung Quốc giờ mới nói họ sẵn sàng tái thiết quan hệ dưới thời Biden. Thượng nghị sĩ Tom Cotton nói rằng giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã nằm chung giường với Trung Quốc. Một ý tưởng quá kinh khủng. Rất nhiều công ty Mỹ đang vận động hành lang nhiệt tình cho Cộng sản Trung Quốc. Việc đó cần phải dừng lại. Họ cần phải nhận ra rằng Mỹ phải được đặt ở vị trí số một chứ không phải lợi nhuận của họ. Thượng nghị sĩ Cotton đang nói rằng doanh nghiệp nên trung thành với quốc gia hơn là tiền bạc sao? Đó chính là chủ nghĩa cộng sản. Cảm ơn vì thông điệp nhé đồng chí Cotton. Tôi chỉ đùa thôi. Chủ nghĩa cộng sản là phải chung với đảng chứ không phải với quốc gia. Lại nói, nếu bạn chưa xem thì chúng tôi vừa làm một tập về cách phố Wall bán mình cho Trung Cộng. Tôi khuyến khích bạn nên xem qua. Một giáo sư người Trung Quốc đang làm việc ở Mỹ đã nhận tội ăn cắp công nghệ cho Huawei. Một nhà nghiên cứu Trung Quốc khác
đã nhận tội tuồn các nghiên cứu về ung thư từ Harvard về cho Trung Quốc. Một đối tượng bị nghi là gián điệp Trung Quốc, nhắm tới các chính trị gia ở California và những nơi khác ở Mỹ. Người phụ nữ này là công dân Trung Quốc tên Phang Phang, tên tiếng Anh là Christine Phang. Theo tờ Axios, qua các chiến dịch gây quỹ, mạng lưới rộng khắp, sức quyến rũ cá nhân, quan hệ tình ái hoặc tình dục, với ít nhất hai thị trưởng khu vực Trung Tây, Phang đã tiếp cận gần với những cá nhân quyền lực trong chính giới, theo các cựu quan chức tình báo và đương nhiệm, và một cựu quan chức dân cử. Một trong những mục tiêu to bự của cô này là dân biểu dân chủ tại California, Eric Swalwell. Ông này có chân trong Ủy ban Tình báo Hạ viện. Khi điều tra viên liên bang ngày càng cảnh giác với mạng lưới của Phang, họ đã cảnh báo Swalwell về các hoạt động của cô này. Swalwell sau đó cắt đứt mọi quan hệ với cô ta, theo tờ Axios. Lúc mới gặp Phang, Swalwell chỉ là ủy viên hội đồng thành phố. Trông họ cứ như đang học cấp 3 vậy. Sau khi Swalwell đặt chân vào Quốc hội Mỹ, Phang đã giúp gây quỹ chiến dịch tái tranh cử và thậm chí còn được chân thực tập trong văn phòng của anh tại DC. Phang rốt cuộc rời Mỹ năm 2015 sau khi FBI bắt đầu điều tra. Như tờ Axios đưa tin, vụ việc minh chứng cho chiến lược nuôi dưỡng quan hệ của Trung Quốc, mà có thể mất nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ mới tới ngày hái quả. Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng những thị trưởng và ủy viên hội đồng thành phố hôm nay là những thống đốc và nghị sĩ quốc hội tương lai. Bạn biết không, những YouTuber hôm nay có thể sẽ là người bán xe cũ vào ngày mai. Nên Trung Quốc, nếu muốn tìm mối hời, thì hãy gọi cho tôi. Một trong những tin tức khác của Axios, Joe Biden có thể đang xem xét đưa Pete Buttigieg làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Tôi có thể tưởng tượng giới chức cộng sản sẽ phấn khích ra sao khi được tham dự bữa tiệc và sự kiện cùng Pete và chồng của anh ta. Và giờ là lúc cho câu cửa miệng hàng tuần của tôi. Cảnh sát Hồng Kông đã lại bắt giữ thêm nhiều người ủng hộ dân chủ. Tôi phải nói thế này hàng tuần, nhưng đó không phải câu cửa miệng mà tôi muốn. 8 người bị bắt giữ tuần này là vì tham gia một cuộc biểu tình bất hợp pháp vào mùa hè vừa rồi. Trong đó có cả nhà lập pháp tóc dài mà tôi từng phỏng vấn ở Hồng Kông. Hầu như những người ở Hồng Kông tôi từng phỏng vấn đều đã bị bắt. Hy vọng không có liên hệ nào ở đây. Nhưng nếu có, thì điều hối tiếc duy nhất là tôi chưa bao giờ phỏng vấn trưởng đặc khu Carrie Lam. Và sau quãng nghỉ, cách chế độ Trung Quốc sử dụng dữ liệu lớn để tìm ra người bị bắt tiếp theo. Chào mừng trở lại. Một báo cáo mới của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tiết lộ cách Trung Quốc sử dụng dữ liệu lớn để bắt giữ người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương ra sao. Những việc có thể khiến một người phải vào tù, bao gồm để râu dài, hay sử dụng Skype, hay sinh sau những năm 1980. Chẳng phải sinh sau những năm 80 đã là trừng phạt quá đủ rồi sao? Còn có thể bị bắt vì trông không đáng tin. Cho dù đó là gì, tôi bắt đầu hiểu ra làm sao họ bắt được hàng triệu người rồi. Một báo cáo khác nói rằng Huawei, cùng với một trong những công ty AI lớn nhất Trung Quốc là MacBee, đang xây dựng một hệ thống nhận diện khuôn mặt chuyên nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ. Tôi cho rằng hệ thống này có thể trực tiếp xác định liệu một người đó có phải người dân tộc Duy Ngô Nhĩ hay không bằng cách xem xét khuôn mặt người ấy. Đơn giản thôi, nếu camera bắt được một người đang đi dưới phố mà mặt mũi hoảng sợ, thì đó là người Duy Ngô Nhĩ. Nhân nói về Huawei, bạn không thấy quá bất công khi Mỹ đang bàn chuyện cấm công ty này hay sao? Trong một tin tức không liên quan, Trung Quốc đã cấm hơn 100 ứng dụng nước ngoài, bao gồm cả TripAdvisor. Tôi đoán TripAdvisor bị cấm thì quảng cáo của họ cứ nhảy ra suốt. Và giờ, tôi e rằng mình phải báo một tin rất buồn. Hồ Tích Tiến, tổng biên tập kênh truyền thông nhà nước tôi yêu, Thời báo Hoàn cầu. Có lẽ đang vướng vào một vụ bê bối tình dục. Tôi chắc bạn cũng thấy đau khổ như tôi. Ông này bị tình nghi có quan hệ ngoài luồng với hai nhân viên nữ và có cả con ngoài giá thú với họ. Ông này dụ được đến hai cô nhân viên ư? Người này ư? Có vụ Me Too nào ở đây không đấy? Nhưng khiếu nại không đến từ các bà mẹ của các đứa con ông ta, mà lại đến từ phó tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu, Đoàn Trinh Thao. Bà này đã tố cáo Hồ Tích Tiến với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan mà đã giúp Tập Cận Bình thanh trừng hơn 1 triệu tham quan. Hồ Tích Tiến nói rằng Đoàn Trinh Thao tham luyến vị trí tổng biên tập, đã vắng mặt không đi làm trong một thời gian dài và bị ảo tưởng. Ý nói rằng vụ tố cáo này là thần kinh.
Đó là điều tôi thấy thích ở Hồ Tích Tiến, quá xuất chúng, như chính thời báo hoàn cầu vậy. Và cuối cùng, mùa Giáng sinh cũng đã tới, vậy tại sao không gửi những món quà khó chịu tới Đảng Cộng sản Trung Quốc? Nếu bạn còn nhớ, Trung Quốc đã bắt giam hai người Canada, Michael Kovic và Michael Spavor, gần 2 năm rồi. Đó là để trả đũa vụ Canada bắt giữ CFO của Huawei Mạnh Vãn Trầu. Mặc dù Mạnh bị cáo buộc vì thực sự phạm tội là vi phạm lệnh Mỹ cấm vận Iran, thì hai Michael kia thực ra chỉ là nạn nhân của chiến lược ngoại giao con tin của Trung Cộng. Và giờ, sẽ có chiến dịch mùa Giáng sinh đặc biệt để giúp họ. Ý tưởng rất đơn giản. Viết một bức thư, thiệp Giáng sinh với lời khích lệ tới Kovic hoặc Spavor. Gửi thiệp đó tới vị đại sứ Trung Quốc ở đại sứ quán hay lãnh sự quán gần nhất. Và rồi, đăng hình chụp tấm thiệp lên mạng xã hội với hashtag Free China Hostage. Đây là thiệp Giáng sinh của tôi. Xin hãy cùng tôi chúc hai Michael một Giáng sinh thật hạnh phúc. Và giờ, hãy nghe từ một trong số các bạn, một fan đã ủng hộ Trung Quốc không kiểm duyệt trên trang gây quỹ Patreon. Christian B. Unger nói, tôi thấy thích anh tiếp quản chương trình The Daily Show, để toàn bộ ekip bất tài và kém hài hước kia nghỉ việc hết đi. Christian, tôi không thể nói, mình vẫn còn theo dõi The Daily Show trong mấy năm qua. Tôi không hề đưa Trevor Noah vào vị trí đó. Rõ ràng là The Daily Show, ít nhất là trong thời Hoàng Kim với Jon Stewart, có ảnh hưởng rất lớn khi tôi bắt đầu Trung Quốc không kiểm duyệt. Nhưng tôi sẽ chia sẻ một chuyện tôi chưa từng kể. Tôi đã gặp Jon Stewart một lần tại một rạp phim ở New York. Đó là hồi ông ấy vẫn còn dẫn The Daily Show. Và hồi chúng ta vẫn còn được tới rạp phim. Lúc đó có một nhóm người xung quanh ông, và tôi thì không định nói gì, nhưng một người bạn đã khích lệ tôi làm thế, và ông ấy thực sự rất dễ thương, rất thân thiện, không đả kích tôi. Tôi kể một chút về Trung Quốc không kiểm duyệt mình vừa khởi xướng, và ông ấy nói đó là một ý tưởng rất hay. Và ông ấy đã đúng. Cảm ơn Christian. Chúng ta đang trong một cuộc chiến thông tin với Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tri thức là vũ khí tốt nhất. YouTube đã lại tiếp tục ra đòn hạ quảng cáo của chúng tôi, nên hãy giúp chúng tôi trong cuộc chiến đưa thông tin chân thực, không kiểm duyệt về Trung Quốc ra thế giới. Gia nhập đội quân 50 Cent của Trung Quốc không kiểm duyệt trên Patreon, và với chỉ từ $1 cho mỗi tập, bạn đã có thể giúp chúng tôi duy trì cuộc chiến. Bạn còn có thể đặt câu hỏi để tôi trả lời trên chương trình. Truy cập patreon.com Trung Quốc không kiểm duyệt để tham gia ngay. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại.